Chào anh em nhé, thì hôm nay em giới thiệu đến anh em một mẫu máy Super Cộng chuyên đi thuyền tầm trung. Thì con này sẽ đi bình từ 100A đổ lên nhé anh em nhé. Thì hôm nay trả hàng cho anh Trần Quang Huy ở trên thành phố Thái Nguyên nhé. Thì đây là mẫu Super Cộng được bên em tiến hành nâng cấp đắp mạch toàn bộ máy cho anh ấy, để anh ấy về đánh vợt bền nhất có thể nhé. Thì con này từ chân biến áp đến chân phét thì em đã đắp dày dặn lên để đảm bảo cho anh ấy đánh nó bền nhất. Thì ở chân biến áp cũng được đi dây đồng, tất cả mọi cái được làm hoàn chỉnh, chỉnh chu nhất nhá. Đấy, thì quay nội thất máy cho anh em xem này. Đây là nội thất của máy Super Cộng nhá. Thì đây anh em xem, thì máy sẽ sử dụng hai biến áp E55 này. Đấy, 4 tụ đầu ra, tụ ECOP 450V 560mm. Thì có lô tụ đen, có lô tụ cam, thì đều là tụ ECOP, nó khác mỗi màu vỏ thôi. Đấy, thì ở đây nó sẽ băm tổng cộng là 4 tụ băm nhá. Đấy, 2 tụ 8 và 2 tụ 6 này. Đấy, cuộn cảm E55 này, biến áp của Samut 098 Flut nhá. Đấy, và MCU của Samut này. Ok anh em, thì máy sẽ chạy tổng cộng là 30 phét nhỏ anh em nhá. Đấy, ok. Thì màn hình điều khiển của Samut rồi. Đây, màn hình của nó đây. Thì em sẽ vào vỏ và test máy hướng dẫn sử dụng con Super Cộng phiên bản 2023 này cho anh em nhé. Đấy, thì mẫu này nó sẽ đánh thuyền tầm trung chuyên về cá trắng và đánh tổng hợp rô phi cũng được nhé. Đấy, thì anh em nào cần máy đánh thuyền tầm trung thì có thể tham khảo mẫu Super Cộng ở bên em nhé. Ok các bác. Chào anh em nhé, thì đây là con máy Super Cộng của anh khách ở trên Thái Nguyên. Sau khi nó vào vỏ xong thì tần số đánh của con này em cũng hướng dẫn bác khách ấy luôn, em chỉnh hết tất cả các nước rồi. Thì về bác chỉ cần đánh theo cái tần số em cho là ok nhé. Và bác yêu cầu em hàn một cái cò tay ra ngoài cho bác. Đấy, bác không cắm chuôi thì em hàn trực tiếp vào luôn. Đấy, thì ok. Thì tần số đây em chỉnh cho bác là 90, 75, 40 chuyên cá chép nhé, bấm cò này. Đấy, em tải 3000W nhé. Thì máy sáng quắc nhé. Đấy, bóng sáng quắc luôn anh em ạ, tải 3000W. Đấy, khi mà lắp cái nắp vỏ vào thì tiếng nó sẽ kêu to hơn rất là nhiều, tại vì nó có cái cộng hưởng của cái vỏ thì tiếng nó sẽ đanh hơn rất là nhiều nữa. Đấy, tiếng nó kêu to hơn. Đấy, đây là tần số để chọc chuyên cá chép nhá. Ở cái đồng hồ thứ ba này thì nó cũng báo luôn điện áp của bình 12-13V này. Đấy, mình vặn lên là nó sẽ mất này, để một lúc là nó sẽ báo vô bình nhá. Hệ thống của Samut thì cực kỳ thông minh. Đấy, nó sẽ báo tất cả các thông số lên màn hình, từ máy có vấn đề gì nó cũng báo nhá. Đấy, đây. Ok, tần số đánh vợt nữa này, cái này là tần số chuyên về chép nhá. Còn nếu mà bác nào mà muốn đánh cả cá chày, chày mắt đỏ, đánh tổng hợp tất cả các loại thì để cho em là 85, 75, 28, thì tần số này chuyên về cá trắng. Đấy, nó sẽ băm nhanh. Đấy, ok luôn. Đấy, để một lúc tự nó báo vô bình này. Máy mà có vấn đề gì là nó sẽ báo lên cái màn hình đầu tiên này. Ví dụ mà bị lỗi gì là nó sẽ báo lên cái màn hình chữ F này nhá. Đấy, thì anh em có thể nhìn vào đấy và đọc mã lỗi cho mình để mình đọc mã lỗi. Ví dụ vậy, máy móc thì mình bán mình sẽ bảo hành 6 tháng các lỗi do máy nhá, cho anh em nhá. Đấy, Super Cộng bản 2023 này. Đấy, em bật nấc khác này. Đây là nấc chuyên đánh rô phi nhá, 135 này, 73-20 này. Đấy, rô phi thì anh em phải gõ nó nhanh, băm tầm khoảng 20 thì đánh rô phi nó mới khỏe được, hoặc là băm 15 nhé. Đấy, rô phi mà anh em cứ băm lên tầm như này này là đánh không được đâu này. Băm tầm khoảng 40 như này là đánh rô phi không thể đánh nổi luôn, nó chạy. Đấy, rô phi thì phải băm tầm khoảng 20 nhé. Đấy, 20 là ok này, còn tần số tùy anh em. Đấy, đây là nấc chuyên rô phi nhá. Ok, còn đây là nấc đánh chuyên về cá trắng này. Đấy, đánh tổng hợp tất cả các loại cá trắng. Còn chuyên chép thì các bác đánh nấc 1 nhá, em chỉnh nấc 1 cho bác khách này. Đấy, máy thì có hai quạt làm mát nhá, hai quạt làm mát này và 5 tụ lọc nguồn đầu vào. Đấy, hai biến áp. Diode thì nó dùng bằng diode bắt vào phét nhá. Diode này là diode chịu dòng rất là lớn. Đấy, diode ngon luôn. Ok. Đấy, máy này thì đánh bình 150 các bác sẽ đi được tầm khoảng 3 tiếng nếu mà đi đánh cá trắng nhá. Đấy, tầm 3 tiếng thôi. Còn nếu mà đánh rô phi thì thời gian nó sẽ ngắn hơn nhá. Đấy, em test cho các bác nghe từng máy. Cuộn cảm của nó là cuộn cảm E55 nhá.
tí em sẽ phải bơm keo vào đây, sợ trong quá trình vận chuyển là không may mà va đập rất là dễ hỏng hóc. Thì em cũng chèn xốp chèn xiếc các thứ cẩn thận cho các bác rồi, các bác yên tâm nhá. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng giảm thiểu rủi ro ít nhất có thể cho các bác nhá. Đấy, thì cảm ơn các bác đã xem video nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu máy Super Cộng đời mới này thì có thể liên hệ với bên em nhá. Chào các bác nhá.